Trường học ma tập 4, người bạn ma quái. Mày ăn gì? À, lấy cho tao hộp sao mặn. Cô ơi. À, hai đứa ăn gì? Lấy cho con một ổ bánh mì không có để ớt với một hộp sao mặn. À rồi, để cô xíu nha. Mày đưa tao 20 đi. Nè, rồi, của hai đứa sau mày nè. Dạ, tiền đó cô. Rồi, cảm ơn hai đứa nhiều nha. Rồi, đi vô lớp ăn. À, đây. Trời má ơi, công nhận nha mày, hết Tết lẹ thiệt luôn đó. Mới chớp mắt cái qua hết mấy ngày Tết rồi, bây giờ phải đi học nè. Ước gì nghỉ Tết thêm được mấy tháng nữa. Thôi đi mày ơi, tao còn muốn đi học cho lẹ luôn nè. Trời ơi, được đi học cái tao mừng muốn xỉu luôn vậy đó. Như nhà tao thấy Tết á, bây giờ nó chán ơi là chán vậy đó. Nằm ở nhà bấm thoại của mày, đâu có đi đâu chơi đâu. Tao qua nhà mày chơi, tao với mày cũng nằm bấm thoại của mày, đâu có làm gì què gì đâu. Thôi Tết chán lắm, đi học đi cho nó đã. Tại tao muốn ngủ, tao không muốn dậy sớm đi học mày ơi. Đi vô lớp. Mày ra ngủ như heo vậy. Xin lỗi bạn. Xin lỗi bạn, bạn có sao không? Ủa? Ủa? Là sao? Ủa? Ê mày. Ờ là sao? Ủa tính ra tao với mày đang đi đúng hướng luôn á. Đang đi như vậy, cái nó đi ngược ngược hướng với mình. Nó tự tông vô mình luôn á. Xong cái nó làm rớt đồ ăn của mình. Rồi xong cái không phải lỗi của mình, mà mình đi xin lỗi nó. Mình đi xin lỗi nó xong nó không xin lỗi lại mình, mà nó còn đưa cái ánh mắt phán xét hai đứa mình như là quỷ vậy á. Rồi xong cái nó đá mắt một cái, nó liếc một cái, nó đi luôn. Ủa là sao mà ừ đúng rồi đó, tự nhiên cái mình là người không có lỗi, bây giờ mình đi xin lỗi nó, cái bây giờ giống như là mình là người có lỗi luôn vậy đó. Ủa là sao, cái quần què gì trời, má đầu năm đầu tháng gặp ba chợ ba chạo kìa, ba chợ nguyên năm nay tới mày xui luôn á. Ê mà nhìn cái mặt con nhỏ đó đúng cọc luôn nha, nhìn cái mặt nó đúng quạo luôn á, giống như là ai hết của ông nội nhà nó vậy đó. Giống như là ơi mà nhìn vô con mắt của nó sợ thiệt nha mày, giống như là nó đang bị ma nhập vậy má. Ê mà khoan, con nhỏ nó nhìn lạ lắm mày, hình như không phải học sinh của trường mình hay sao á. Trường mình á, tao nhìn ai tao cũng thấy quen chứ á, mà riêng con nhỏ đó tao nhìn tao ấn tượng luôn nha, vì nó lạ dữ lắm, không có giống ai trong trường mình hết trơn á. Ôi mẹ ơi, cái trường này có biết bao nhiêu đứa, biết bao nhiêu lớp, sao mày quen hết được. Thôi lụm đồ ăn lên rồi đi vô lớp ăn nè ông nội. Rồi đi vô lớp, tao với mày ăn cho lẹ nè, hên là có cái bọc á, không thôi là dính cát khỏi ăn luôn rồi. Đây. Hello mọi người, Happy New Year. Hello, chúc mừng năm mới. Ủa? Ê trời ơi, thằng Tàu với con Ngọc vô kìa, Happy New Year nha. Ồ, chúc mừng năm mới. Ăn Tết sao rồi, có vui không, có được đi đâu chơi không? Vui chứ sao không vui, trời ơi ai không thấy vui chứ, tao thấy Tết vui lắm mẹ ơi. Tao được nằm ở nhà tao phè phẩn, tao ăn tao lên được cả chục ký luôn mày. Ờ thì cũng vui, có mùng 1 là tao đi chúc Tết ông bà với gia đình thôi. Còn xong cái mùng 2 cái là gia đình tao kéo đi Phú Quốc chơi hết mùng luôn đó mày mới về nè. Còn hai đứa bay sao, Tết vui không, lì xì được nhiêu tiền? Tao được có mấy trăm ngàn à, lớn rồi có ai lì xì nữa đâu, thằng Quỷ Tọn mới được nhiều lì xì á. Ít lắm mày ơi, có mấy ngàn đô à. Ồ, dữ à, lì xì cho tao đi. Trời ơi, đã vậy, mấy ngàn đô luôn hả, cho xin ít rồi. Chủ yếu là tiền lì xì của ba tao bên nước ngoài lì xì cho tao đó. Mà tao có được xài đâu, lì xì mấy ngàn đô cầm trên tay xong á, qua Tết cái mẹ tao kêu, đưa tao giữ giùm cho, rồi đã tự hiểu luôn. Xu nha con. Rồi xong, mẹ giữ cũng như không. Thôi Tọn, đi giờ chỗ ngồi tao với mẹ ăn cho lẹ nè, sắp vô lớp rồi đó, đi. Đi. Happy New Year tụi em. À cô vô học sinh đó. À Happy New Year cô. Sao ăn Tết xong rồi á, thấy vui không? Không cô ơi, chán lắm cô ơi, em muốn đi học sớm đi học được mừng quá cô. Vui cô ơi, vui lắm cô. Đi chơi đã luôn cô ơi, chán thiệt đó cô. Tiền lì xì mẹ giữ hết trơn, cũng xài được đồng bạc luôn á. Trời ơi sao vậy, ăn Tết không vui là sao? Rồi ngồi xuống đi tụi em. Rồi ăn Tết không vui đúng không? Vậy thì bây giờ là cô sẽ có cái này giúp tụi em vui hơn nè. Cô sẽ tặng cho nguyên một lớp một cái món quà Tết đầu năm. Ơ tiện cái cơ gì, có quà Tết kìa. Ủa? Quà gì với cô? Ơ quà gì với cô? Rồi chuẩn bị đón chờ món quà của cô nha. Thùy Dương vô đi em. Dạ. Chào mọi người. Ê Ngọc, cái con nhỏ này là con nhỏ lúc nãy ở dưới sân trường, nó đụng với tụi mình làm rớt đồ ăn mà nó còn phán xét tụi mình nữa đó, phải không? À, nó đó chứ ai nữa, trời má ơi không ngờ luôn á. Ê, con nhỏ này nhìn dễ thương ha. Ê, con nhỏ này nhìn bén mày, ngon ngon. Ủa, ai vậy? Ê trời ơi, hình như bạn mới đó mày. Trời, má ơi, quan gia ngõ hẹp ghê luôn á, ai nhẹ nó vô học chung với mình luôn. Thôi kệ đi, im lặng đi, nó nói gì đi. Rồi em đứng đó nha, rồi, đây là món quà Tết cô dành cho tất cả lớp chúng ta ha.
bạn này tên là Thùy Dương, bạn mới chuyển về trường mình. Hôm nay chính thức bạn sẽ là thành viên mới của lớp mình nha. Cho một tràng vỗ tay cho em. Dạ. Dạ. Có bạn mới tụi bay ơi. Rồi, Thùy Dương, em nha, chào mọi người rồi giới thiệu về bản thân đi. Dạ. À, chào tất cả các bạn. À, mình tên là Nguyễn Thị Thùy Dương. À, mình gia đình của mình mới chuyển nhà gần cái trường này, cho nên là ba mẹ của mình nộp hồ sơ để mà cho mình học ở đây luôn. Không ngờ là mình vô lớp này. À, rất mong các bạn sẽ chào đón mình và giúp đỡ mình nhiều nha. Cảm ơn các bạn. Hay quá, vỗ tay cái nữa tụi em. Yeah. Ê Toàn, mày để ý kỹ coi. Cái con nhỏ này á thì nó vui vẻ, nó hòa đồng, nó hoạt bát. Còn cái con nhỏ mà lúc nãy mình gặp ở dưới sân trường á, nó cọc cằn, nó thô lỗ vậy lắm. Ê, làm sao mày? Giống như hai người hoàn toàn khác nhau luôn á. Ừ, đúng rồi đó. Giống như là có hai người hoàn toàn khác nhau luôn á. Kiểu như là cùng một cơ thể nhưng mà có hai nhân cách vậy á. Tao nhức đầu với ta. Đây, bây giờ cô xếp chỗ ngồi cho thầy Dương luôn ha. Để coi ngồi ở đâu được nè. Cô đừng ngồi kế em được cô. Đâu được nè. À, chỗ bàn Toàn nè. Toàn xếp vô đi, chỗ em còn trống. Ha ha. Tới công chuyện mày rồi Toàn ơi. Cho bạn Dương ngồi chỗ em nha. Tại cô thấy em là năng động linh hoạt lắm nè, học cũng giỏi nữa, cho nên là có gì giúp đỡ bạn Dương nghe chưa? Dạ cô, em sẽ giúp đỡ bạn. Rồi Dương, em xuống chỗ bạn Toàn ngồi đi. Cái bạn trai đẹp trai đó. À dạ, em thấy chỗ đó rồi. Dạ thưa cô em đi. Trời Ngọc ơi, cứu thôi với mày. Tao nhớ năm nay đâu phải năm đại hạn tam thai của tao đâu. Xin lỗi con, Phật này không độ nổi con. Nó tới kìa. Mình ngồi đây nha. Bạn ngồi đi. Cảm ơn bạn. Mình tên là Thùy Dương á. Hai bạn tên gì? Mình tên là Toàn. Còn bạn này tên là Ngọc. Ngọc là lớp trưởng luôn á. Còn mình là tổ trưởng tổ này. Wow, mới vô thôi mà mình đã được ngồi kế tổ trưởng với lớp trưởng luôn. Vui quá à. Thôi hai bạn nhớ giúp đỡ mình nhiều nha. Rất vui khi làm quen biết bạn. Nó không nhớ tao với mày thiệt hả? Ừ ha. Sao nó không nhớ tao với mày ta? Ê, mày thử hỏi nó coi. Nhớ lúc nãy tao với mày với nó đụng nhau dưới sân trường không? Để tao hỏi nó thử. Thùy Dương. Hả? Ủa bạn không nhớ tụi mình hả? Lúc nãy tụi mình có gặp nhau ở dưới sân trường rồi á. Hả? Ủa? Gặp nhau là sao? Mình đâu có biết hai bạn đâu. Mình vô lớp này mới gặp hai bạn lần đầu tiên luôn á. Ủa? Là sao? Ủa? Lúc nãy trước khi đánh trống vô lớp á, tụi mình có gặp nhau ở dưới sân trường á. Tôi với Ngọc đang đi gì nè, các bạn đi hướng ngược lại, cái ba đứa mình đụng vô nhau, cái tôi làm rớt bịch đồ ăn á, ba đứa mình còn đứng nhìn nhau đó đó. Ủa bạn không nhớ hả? Ủa? Ơi không phải đâu, vậy là hai bạn nhìn lộn tôi với ai rồi đó. Chứ lúc nãy á, ba tôi chở tôi tới đây để mà làm hồ sơ nhập học á, là lúc đó trường đánh trống mọi người vô lớp hết trơn rồi, chứ đâu phải là chưa đánh trống đâu. Ơ hả? Thật thiệt hả? Ủa? Ngọc? Vậy lúc nãy con nhỏ tụi mình gặp ở dưới sân trường là ai? Rồi, tới công chuyện nữa rồi Toàn ơi. Rồi, làm quen bạn mới đã xong ha. Bây giờ tới lượt cô lì xì đầu năm nha. Khi nào? Có lì xì hả cô? Lì xì hả? Có lì xì em coi. Đã quá, mới vô lớp mới được có lì xì à, yeah. Ủa lì xì? Yeah, được có lì xì, được có lì xì. Có chưa, trời ơi, đầu năm đầu tháng ăn Tết xong vô là phải lì xì liền chứ ha. Cô sẽ lì xì bằng cách trả bài miệng. Ôi cô ơi, trời ơi, mới ăn Tết xong mà cô có bài gì đâu mà trả cô. Ôi cô ơi, đừng có trả bài, không điểm bị xui nguyên năm luôn đó cô. Ôi cô ơi, trời ơi, Tết nhất là chơi mà cô không học bài cô ơi. Thôi cô ơi. Ủa, ngộ không, đầu năm thì cuối năm hay là Tết gì kệ chứ. Cái nhiệm vụ của tụi em là phải về nhà học bài cũ. Còn nhiệm vụ của cô đi dạy hàng ngày là trả bài miệng nha. Cho nên là cô lì xì á, nếu như ai học thuộc bài á thì lấy cái số điểm đó cộng thêm 1 điểm nữa. Còn ai mà không thuộc bài á thì trừ thêm 1 điểm, vậy nha. Ủa Toàn, sao cô kêu trả bài mà nguyên lớp có vẻ hoang mang quá vậy? Tại Tết á, đứa nào cũng lo nằm ăn rồi ngủ hoặc là đi chơi cơ mà. Đâu có đứa nào mà lo học bài đâu. Bây giờ mà lên trả bài miệng, chắc chắn đứa nào cũng sẽ không điểm, âm điểm luôn. Đúng rồi đó. À, thì ra là vậy. Trật tự nè, kêu ai giờ ta? Cô có đem theo cái này. Kêu cho nó hên xui đi ha. Cô kêu lô tô nha. Bây giờ bóc số của ai á thì người đó lên trả bài giùm cô nha. Ơi, nè mua gì đâu hoặc đừng có số 29 nha, đừng có bóc số 29 nha cô. Rồi xong, kiếp nạn thứ 82 tới tụi bay ơi. Rồi xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Trời ơi, cầu mong thánh thần thiên địa phù hộ đừng có số 20 nha cô, đừng có kêu số 20 nha cô. Hên quá, tôi mới vô lớp nên chưa có số ba dành để trả bài. Rồi, con số dĩ ra, ai là người may mắn mở hàng đầu năm trả bài đây ta. Rồi, số 70. Ủa, 70 á, ủa, 70 là ai? Ủa, 70 hả?
Ủa, cô ơi, lớp mình sĩ số có 40 à cô, 70 không có. Ờ, không có số 70 cô ơi. Ủa, lớp mình sĩ số có 40 đúng không? 70 lớn, kêu lại nha. Thôi vậy ra ai là người đây ta may mắn á. Số 29 á, số 29. Ủa hả? Năm nay là năm tam tai đại hạn của mày chắc luôn rồi Toàn ơi. Ồ, hên nha Toàn. Ông Quỷ Toàn ăn cho đủ luôn á. Ê, ông Quỷ Toàn á. Má ơi, sao đầu năm xua dữ vậy? Hả? À, Toàn hả? Ê, Toàn đời lên đi Toàn ơi. Lên trả bài đầu năm, lấy hên nguyên năm trả bài miệng luôn nè em ơi. Mù nào hồi nãy tao chưa học bài nữa. Sao ông bà tổ tiên không độ tao trời? Chứ rồi giờ sao? Nè Toàn, cầm cái tai nghe này đi. Ủa, chứ vậy? Một chút nữa đi lên trển á, Toàn đeo cái tai nghe bên đây nè. Là cô có thấy đâu, tôi ngồi dưới đây á, tôi đọc vô điện thoại cho Toàn nghe. Vậy là không có sợ không thuộc bài nữa. Ở lớp cũ á, tôi hay làm vậy lắm. Ê, hay đó Toàn, cái này được á, tao thấy mấy đứa trên mạng cũng hay làm lắm. Ê, được, ý kiến hay đó thì Dương. Ngọc ơi, tôi được cứu rồi nè. Lẹ lên Toàn ơi, hết thời gian của cô rồi. À, dạ, em lên liền. À, nhớ đọc, đừng có sót chữ nào đó thì Dương. Biết rồi, đi lên trển đi, yên tâm. À, dạ thưa cô. Rồi, em để tập đó đi. Ê Như, thằng Quỷ Toàn có đeo tai nghe kìa. Ê đúng rồi đó, thằng Quỷ Toàn có đeo tai nghe kìa. Trời ơi, gán ghê luôn á. Trời ơi, Toàn, bị gán vậy á. Thằng mét cô nè con. Rồi bây giờ vậy ha, em hãy đọc cho cô cái bài thơ mà trước Tết cô dạy đi. Bước tới đèo ngang, bóng xới tà. À, bước tới đèo ngang, bóng xới tà. Cỏ cây chen lá, lá chen hoa. Lom lom khom dưới núi tiều vài chú. Khom dưới núi tiều vài chú. Lát đát bên sông chợ mấy nhà. Học bài dữ ha. Vậy mà lúc nãy tôi nói bắt đầu trả bài miệng á, ngồi dưới nhốn nháo lên kêu Tết lo ăn Tết không lo học bài. Vậy mà xà xạo ha. Rồi Toàn 10 điểm ha, cộng thêm 1 điểm lì xì nữa để dành cộng cho mấy điểm sau ha. Rồi về chỗ đi em. Chúc mừng nha. Dạ cảm ơn con. Yeah. Hên quá, nhờ có công nghệ mà tao đã thoát được kiếp nạn này rồi Ngọc ơi. Hên đó nhà mày. Cảm ơn thầy Dương nhiều nha, tay nghe nè. Ê Toàn. Hả? Ơ, à, à, dạ con. Hả? Ơ, à, thấy mụ nội mày rồi con. Hay quá ha, giỏi quá ha. Bữa nay cô mới phát hiện ra luôn đó. Ủa, không lẽ bà cô có phát hiện ra hả tụi bay? Ủa, không lẽ lộ hả? Ơ, à, dạ em xin lỗi cô. Bữa nay cô mới phát hiện ra em có tập hay quên đó nha. Quên đem cuốn tập giờ nào ông thần. Nè. Ê, trời ơi má ơi. Trời ơi cô. Vô nhà em nhớ nhồ mà. Muốn nhăn con nhiêu nhà em nhớ nhồ. Thôi trả nè thầy Dương. Tôi lên trả tôi lấy cuốn tập. À đây. Đi lên trả lấy cuốn tập lẹ đi ba. Ờ à, dạ em cảm ơn cô. Rồi thôi chúng ta vô bài mới luôn nè tụi em. Nãy giờ giới thiệu bạn Thùy Dương với lại trả bài Toàn mất thời gian quá. Rồi để tập sách ra nè. Ôi trời ơi, trời Phật phù hộ, tổ tiên phù hộ, kiếp nạn đã qua. Yeah, về nhớ cúng sao giải hạn năm nay đi nha ba. À, trời ơi, ra về cái nó khỏe. Đi về lẹ mày ơi, đói bụng quá à. Về ăn cơm, đi. Ê Toàn, con Mai đâu? Sao sáng giờ tao không thấy nó? Hồi sáng là chuẩn bị bước ra khỏi nhà đi học á. Tao thấy con mẹ ngồi nói chuyện đàm đạo, uống trà này kia với bà ngoại tao ngoài phòng khách á. Tao hỏi mẹ đi học không? Mẹ không chịu đi, mẹ làm biếng lên ở nhà rồi mẹ ơi. Trời ơi, ma mà cũng đàm đạo uống trà nói chuyện nữa. Ừ, tiếp xúc với mấy con ma riết à. Tao thấy cái lối sống của mấy con ma nó kỳ cục đó mày ơi. Kệ đi, đi về. Ê, Thùy Dương kìa. Thùy Dương. Đi. Hả? Đâu? À, Thùy Dương. Thùy Dương ơi. Đây nè, đi về chung với tụi tôi không? Thùy Dương. Ê Ngọc, cái ánh mắt này, cái gương mặt cọc cằn đó y chang như cái đứa mà hồi sáng này nó đụng mình ở sân trường luôn á. Ừ đúng rồi đó, y chang như cái đứa hồi sáng nó đụng vô mình luôn á, nó nhìn mình y chang vậy luôn á. Ủa mà phải con Thùy Dương không? Thì nói là con Thùy Dương chứ ai, nếu không phải con Thùy Dương tại sao mình kêu tên Thùy Dương? Nó quay lại nó nhìn mình kìa. Gì ta? Ê nó đi rồi kìa. Ờ à, ủa nó đi rồi. Ủa là sao mày, sao kỳ vậy? Lúc nãy rõ ràng trên lớp á, con Thùy Dương nó cười nói vui vẻ lắm, nó hoạt bát, nó hòa đồng lắm, nó còn giúp tao trả bài miệng nữa mà. Ủa sao bây giờ tự nhiên nó nhìn mình nó phán xét gì vậy? Nó giống như là mình là ăn cướp giật gì nó vậy? Ừ, tao cũng không hiểu nổi luôn á. Sao cái thế giới này nó lạ lùng dữ ta? Ôi thôi kệ đi, ngày mai đi học á, con Thùy Dương nó vô lớp nó ngồi kế mình á, mình hỏi nó là biết liền à. Thôi đi về. Ủa sao kỳ vậy ta? Không hiểu nổi luôn á. Không lẽ nó bị đa nhân cách thiệt hả trời? Kỳ ta. Hô! Ê!
vui quá à, tôi hù mấy bạn cho nó vui á. Ủa Thùy Dương? Ôi nhỏ nhỏ ơi, nhỏ nhỏ ơi, nhỏ nhỏ luôn á. Ủa cái gì vậy Toàn? Tự nhiên cái gì ồn ồn người Toàn nói bậy bá bạ gì á? Trời ơi Toàn ơi, mày bình tĩnh lại coi. Thằng Toàn nó vậy á, mỗi lần nó hết hồn hay là nó sợ á là nó sẽ bị nó ngọng á, nên nó không phải nó bậy đâu. À ra là vậy ha. Trời ơi Toàn có tật ngộ quá ha, sợ hết hồn cái là nó ngọng vậy ha. Vui quá à. Mày mốt đừng có chơi hù nữa nghe. Ủa Thùy Dương, ủa lúc nãy tụi tôi mới chào bạn, mới gặp bạn ở tuốt ở trong sân trường mà, sao bạn ra đây đường nào lẹ vậy? Hả? Ủa Toàn nói cái gì tôi không hiểu. Lúc nãy vừa đánh trống ra về xong á là tôi chạy cái ù ra, tôi đứng chỗ này nè, tôi chờ ba tôi tới đón mà. Tôi đâu có đi bộ trong sân trường hay là xuất hiện trong sân trường làm gì đâu. Hả? Hả? Cái gì? Ngốc. Ủa lúc nãy rõ ràng tao với mày kêu con Thùy Dương, có một con nhỏ giống y chang nó, quay mặt lại liếc tao với mày mà, đúng không? Vậy thì tao chắc chắn đảm bảo với mày, cái con nhỏ đó không phải con Thùy Dương mà cũng không phải người luôn. Mụ nội nước cái quần què gì tới đó gì trời. Thôi, ra chơi kìa, ra chơi tụi em. Hỏi chào cô, bye bye. Ơi gà chơi. À dạ tụi con chào cô. Ý gà chơi rồi. À dạ, ừ gà chơi. Ê Ngọc, đi xuống canteen không? À đi, rủ Thùy Dương ở đó đi không? Thùy Dương đi xuống canteen luôn không? Thôi, tự nhiên tôi thấy làm biến quá, với lại trời đang nắng, tôi không muốn xuống dưới. Thôi hai bạn đi đi. À vậy thôi, Ngọc đi. À. Bye bye nha. Ê Phú, qua đây quay tròn tròn Việt Nam với té rẹ với tao, đẻ đẻ lên. Hả? À vô. Ê, mà múa cái tay sao tao quên tiêu vậy? À. Vậy nè, đưa hai cái tay vậy nè, giống như con nhỏ da đen bên châu Phi vậy đó. Tê re, tạc tạc tạc, tê re, tê re đó, vậy đó. Ê, đưa cái trend cho Việt Nam với tê re nè, tôi biết nhảy luôn á. À, Thùy Dương, rồi vô quay chung với tụi tôi nè. Rồi, rồi, vô nhảy chung với ba hai đứa tôi luôn nè. À, vô, nhảy nè. Hai, ba, bắt đầu nha, nhảy. Tê re, tạc 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 tạc. Ủa bà sao vậy Thùy Dương? Sao không nhảy nữa? Sao vậy? Ủa Như, con Thùy Dương nó bị gì vậy? Sao tao biết được mày? Tự nhiên tao cũng đâu có làm gì đâu. Tao với mày thấy cũng nhảy bình thường mà tự nhiên nó cọc ngang à. Ủa? Là sao? Sao tự nhiên ba đứa đang nhảy vui vẻ? Tao cũng đâu có đụng trúng gì nó đâu hay là chọc ghẹo nó đâu. Tự nhiên cái quạo căng ngang rồi xong cái không nói lời nào liễu tiêu rồi trời. Ủa làm sao ta? Không hiểu luôn nữa. Con mẹ bị quần què gì vậy? Sao con nhỏ này nó mới vô lớp mình mà nó kỳ ta? Không lẽ nó bị khùng? Để hiểu nổi luôn á. Thôi kệ nó đi, tao với mày nhảy tiếp nè. Vô. Ta rè. Kệ nó đi, tụi mình quay tiếp. Vô. Ê Phú mắc cười ghê. Tao úp lên mạng thế nào cũng lên xu hướng à. Được đó, úp liền đi. Ê, Toàn, Ngọc. Ê, Toàn, Ngọc. Ờ, thằng Phú với con Như kìa. Ê, đây nè. Ê, đây nè. Ê Toàn, nó nghe nè. Hai đứa bay á, ngồi kế con Thùy Dương nó mới vô lớp mình á. Có thấy con Thùy Dương nó có gì lạ lạ không? Tao thấy hình như nó không có được bình thường á mày. Ừ đúng rồi đó, con Thùy Dương á nó kỳ lắm. Ủa con Thùy Dương nó lạ nó kỳ sao? Hả? Ê Toàn, không lẽ anh Như với anh Phú cũng thấy con Thùy Dương lúc hiền lành, lúc dữ tợn giống như là tụi mình hả? Đúng rồi đó, lúc nãy là tao với con Như đang quay trên Tere Tere với cho Việt Nam á, xong cái em Thùy Dương nó thấy vui quá nó vô nó đòi quay chung với tụi tao, xong cái ba đứa tao đang nhảy Tere Tere đang vui quá trời vui, tự nhiên cái mẹ khựng lại, mẹ cọc ngang cái mẹ liếc tụi tao xong cái mẹ đi luôn à, không hiểu luôn á, không biết ai chọc ghẹo gì nó luôn á. Mà đây cũng không phải là lần đầu tiên nha. Tao nhớ lần trước á, gặp con mẹ cũng vui lắm. Tự nhiên lát sau gặp lại, mẹ quạo ngang, mẹ liếc á, mẹ đi luôn coi như là mình giống như là quá giặt vậy đó. Ê, cái này hình như con Thùy Dương nó bị đa nhân cách á. Ê, Như, mày nói đúng rồi đó. Cái này tao đã từng nghe với đọc trên mạng rồi nè. Những người đa nhân cách đó, họ đáng sợ lắm nha. Đôi khi mình không đoán trước được là hả cái con người nào đang xuất hiện trước mặt mình đâu. Đôi khi là một con người hiền từ, đôi khi một con người dữ tợn, đôi khi một con người hiểm độc hiểm ác lắm. Nói chung là ghê lắm đó. Ôi, đó thấy chưa Ngọc? Thằng Phú với con Như cũng thấy kìa. Con Thùy Dương có cái gì đó không có được bình thường. Giống như là tính tình của nó lúc nắng lúc mưa. Lúc á thì là con Thùy Dương vui vẻ, tươi cười, hòa đồng với mọi người dữ lắm. Lúc á là một con người hoàn toàn khác, không phải là con Thùy Dương nữa. Ôi, ê Toàn, có khi nào con Thùy Dương cũng bị ma nhập giống như bà cô Kiều đã từng bị không? Đó, cái lúc bà cô Kiều mà chưa bị ma nhập á, cái bà hiền lành thánh thiện lắm. Cái lúc mà bà bị nhập á, bà dữ tợn, bà thấy ghê lắm. Cũng có thể lắm nha. Một á là con Thùy Dương nó bị đa nhân cách, hai là con Thùy Dương nó cũng bị ma nhập giống như là bà cô Kiều đã từng bị vậy đó. Cho nên là đôi khi có những trạng thái không có được bình thường á. Rồi mày tính làm gì? Không lẽ bây giờ mình đi mét cô à? Ừ, không ấy mét cô đi, để cô nói với gia đình ba mẹ nó, xong đưa nó vô bệnh viện điều trị cái bệnh đa nhân cách của nó đi. Khùng hả ba? Cái chuyện này sao tự nhiên đi mét cô được? Cái chuyện này nó giống như là cái chuyện vô lý gì đó, hoặc là mình chưa có bằng chứng xác thực. Cho nên là từ từ để tao suy nghĩ, với tao tìm cách đối phó coi sao cái đã. Đúng rồi đó, sao mà tự nhiên mét cô được? Cái chuyện này nó là chuyện phi lý mà. Trời ơi, tội nghiệp Thùy Dương ghê vậy đó. Không biết lâu dài nó có bị gì không nữa. Ê, tụi mình ráng nghĩ cách giúp Thùy Dương đi.
Ủa, quên cái khăn tắm rồi. À, mẹ, mẹ, mẹ có ngoài đó không? Lấy cái khăn tắm giùm con ơi. Nè. Ủa, bao mày. Cái gì mày? Làm gì gặp tao như gặp ma giữa la làng đó vậy? Trời ơi ngoại, tự nhiên ngoại ngoại đâu ngoại ngoại xuất hiện cho trong này vậy? Cô đang chuẩn bị thay đồ đi tắm mà. Trời ơi. Trời đất ơi, thì tao đang đi ở ngoại á, cái tao nghe mày kêu mẹ mày lấy giùm cái khăn tắm, mà mẹ mày đâu có ngoại là mà lấy giùm cho mày, nên tao mới lấy tao đem đi cho mày mà. Đúng là mày la làng đó. Trời ơi, mày đặt mắc cỡ nữa. Nay con tao lớn rồi nghe mắc cỡ nữa trời ơi. Ê, trời ơi, ngoại kỳ quá à ngoại. Mẹ ơi, ngoại vô đây mà chọc con nè. Mày làm như tao chưa thấy con sâu của mày bao giờ vậy. Hồi đó tao thấy á, lúc mà mày mới đẻ nó tới chút xíu đây nha, mà thật đầu gì đó, bây giờ nó bự hơn chút xíu rồi mày đặt mắc cỡ. Hồi xưa con còn nhỏ khác, bây giờ con lớn rồi chứ bộ. Ngoại kỳ. À, à ngoại, có cái này con tính là gặp ngoại để hỏi nè. Trong thế giới tâm linh á, có cái gì gọi là người đa nhân cách không ngoại? Người đa nhân cách hả? Có chứ, hồi xưa tao còn sống tao gặp hoài luôn á mày. À, người đa nhân cách mà hiểu theo cái nghĩa khoa học hiện đại như bây giờ á, là người có nhiều tồn tại nhân cách trong một cơ thể đúng không? Thì à, người đa nhân cách mà hiểu theo cái nghĩa tâm linh với ma quỷ á, là một cơ thể mà trong đó trú ngụ rất là nhiều linh hồn. Giống như cơ thể mình là một ngôi nhà đi, thì có nhiều người sống trong ngôi nhà đó vậy đó. Đó là dạng vậy. Thì à, có lúc này á, thì cái linh hồn này nó sẽ mạnh lên và nó chiếm giữ cái thân xác đó, nó hoạt động hàng ngày. Rồi tới lúc kia thì cái linh hồn khác nó lại trỗi dậy, nó chiếm giữ cái thân xác đó, nó là hoạt động tiếp tục hàng ngày. Đó là giống như dạng vậy đó. À, thì đó là vậy. Ủa, mà bộ con đang gặp người đa nhân cách hay gì mà hỏi vậy? Tại trong lớp con á, mới có một bạn mới chuyển vô, cái bạn đó tên là Thùy Dương, mà bạn nó tính tình kỳ cục lắm, giống như là người đa nhân cách gì đó. Thi thoảng đó nha, rồi con gặp bạn đó, bạn đó vui vẻ hòa đồng lắm. Tự nhiên lâu lâu cái gặp lại, cái bạn đó hả, cọc ngang lên, cái hả liếc mắt là không nói chuyện với ai hết trơn, giống như trở thành một con người hoàn toàn khác gì đó. Vậy thì chắc chắn một điều là cái bạn đó đang bị đa nhân cách và nhiều linh hồn đang chiếm hữu một thể xác đó. Cái linh hồn chính á, mỗi lần trỗi dậy á, cũng không có biết mình đang bị nhiều linh hồn khác bị chiếm đóng trong cái cơ thể của mình đâu. À, quên nữa, ngày mai đi học á, con nói với con Mai á, đi theo tụi con đi, con Mai có thể nhìn ra được bao nhiêu linh hồn đang có trong thân xác đó. Ồ, vậy hả ngoại? Dạ, con biết rồi. Ừ, rồi, chốt điều vậy ha. Nè, khăn tắm nè, ông Thành, tắm lẹ đi. Ờ, rồi, con cảm ơn bà ngoại nha. Bà ngoại biến hay là đi ra ngoài đi cho con tắm coi trời. Biết rồi ông Thần ơi, ông làm như tôi mê cái bó đì của ông dữ lắm đi đó. Ý, trời ơi, con sâu kìa. Ê, có chút xíu mà nó còn đen thui đó. Ý, ghê quá. Ê, trời, sao tự nhiên mình có bà ngoại gì đâu mà biến thái gì vậy trời. Bà ngoại đừng có vô đó nghe, con tắm đó. Đó, chuyện của con Thùy Dương là vậy đó. Mày nhớ một chút xíu nữa vô gặp Thùy Dương á, mày nhìn thử coi trong cơ thể của nó có bao nhiêu linh hồn hay là có âm khí gì không nha. Rồi, tao biết rồi. Lát á thấy ông Thùy Dương á chỉ tao đi, tao coi cho. Tự nhiên tối qua tao nằm mơ á, thế nào bữa nay cũng có chuyện à, cho nên đi học bữa nay á tao phải đem theo pháp bảo nè. Ê, Thùy Dương kìa. Hả? Đâu? Hả? Đâu? Rồi, tới trường rồi nè. Tháo cái nón bảo hiểm ra đưa cho mẹ rồi đi vô lớp đi. À, trời ơi, nắng quá à. Ê má, con Thùy Dương kìa, con nhỏ tóc cúp bế mà có cái mái á. À, cái con nhỏ đó hả? Đâu để tao coi thử coi. Nè mẹ, cái mẹ con đi học. Ê, đúng rồi đó, con nhỏ đó bị đa nhân cách là đúng rồi đó. Tại trong cơ thể của nó tồn tại tới hai linh hồn lận. Mà hai linh hồn đó nhìn na ná giống nhau lắm nha. Không biết linh hồn nào là của nó, linh hồn nào là của người khác luôn á. Ồ, vậy hả? Ê Ngọc, vậy là con Thùy Dương có hai linh hồn lận. Nhưng mà cái linh hồn còn lại là của ai ta? Mà của ai mà sao giống nó gì vậy? Ừ, khó hiểu thiệt, cái linh hồn còn lại là của ai ta? Rồi, nhớ vô học hành cho đàng hoàng, đừng có quậy phá gì nha cô nương. Dạ, con biết rồi mà. Thôi, con đi vô lớp đó nha. Bye bye mẹ. Rồi, bye bye con gái. Nè 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 nè. Hả? Ủa, Thùy Dương nó chạy vô trong rồi kìa. Ê, mà cái linh hồn ma kia là linh hồn xấu xa đó. Nó oán hận dữ lắm luôn á, nó sắp trở thành ác linh luôn á. Ê, hay là bây giờ tụi mình lại gặp mẹ của con Thùy Dương nói chuyện xíu đi, thử coi có manh mối gì không, đi không? Ừ, đi đi. Ừ, cũng được đó, đi. À, dạ tụi con chào cô. À, dạ tụi con chào cô. À, dạ. Ủa, quên nữa, mình không có hiện ra cho bà thấy được. Bà thấy mình chắc bà xỉu luôn. Ủa? Ờ, mấy đứa là... À, dạ, tụi con là bạn của Thùy Dương á. Lúc nãy tụi con đứng ngoài xa, tụi con thấy cô chở Thùy Dương rồi Thùy Dương vô trường học á. Dạ đúng rồi, hai đứa con là bạn của Thùy Dương á cô. Ngồi kế Thùy Dương trong lớp luôn á. Ờ, ủa cô là mẹ của Thùy Dương hả? Ừ, cô là mẹ của Thùy Dương á. Cô chào hai đứa nha. Ôi, ôi ơi, Thùy Trang nó quên cái ổ bánh mì ăn sáng rồi. Ê, hai đứa, cô nhờ này một cái. Một chút xíu nữa hai đứa đi vô lớp á. Hai đứa đem cái ổ bánh mì này vô cho Thùy Trang nó ăn sáng giùm cô nha. À, dạ, để lát nữa cô đem vô cho Thùy... Ủa? Cái kia là Thùy Dương mà. Sao cô gọi Thùy Dương là Thùy Trang? Thùy Trang là ai cô? Thùy Trang hả? Thùy Trang là ai? Thùy Trang, Thùy Dương hả? Là sao? À, trời ơi, cô cứ nhớ lộn qua Thùy Trang với Thùy Dương hoài à. Thật ra nó, chuyện nó là vậy nè. Để cô kể cho hai đứa nghe.
Nè 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 nè. Nghe giáo viên, tôi ở Thùy Dương, hello em. Ủa, Thùy Dương, em có sao không? Ủa, con bé này bữa nay nó bị gì vậy ta? Bình thường nó gặp mình nó vui vẻ, nó hòa đồng, nó cười tươi lắm, nó chào mình nữa, mà bữa nay mình chào nó nữa, mình hello nó luôn mà nó tự nhiên, nó lạnh lùng, nó ghim mình, nó phán xét, rồi nó liếc mình cái nó đi luôn người ta. Nó bị gì vậy ta? Đi theo nó thử coi. Ủa sao nó không đi lên lớp mà nó đi xuống dưới tầng hầm này làm gì ta? Ủa nó bị sao vậy? Ủa Thùy Dương em bị sao vậy? Đó, mọi chuyện là vậy đó. Tới lúc mà Thùy Dương nó lớn lên tới bây giờ nè, tự nhiên nó phân ra giống như là có hai nhân cách, có hai con người khác nhau vậy đó. Lúc thì nó dễ thương, hiền hậu, cười đùa, lúc thì tự nhiên cọc cằn thô lỗ mà kỳ cục lắm tụi con. Ôi, hóa ra từ đầu tới cuối mọi chuyện là như vậy. Bây giờ thì tụi mình đã chắc chắn được cái linh hồn còn lại trong cơ thể của Thùy Dương á là ai rồi đó. Ủa là sao? Mấy đứa nói cái gì Thùy Dương linh hồn gì trong cơ thể nó? Cô không có hiểu là sao tụi con? Ê trời ma. Ủa gì vậy? Gì vậy? Ủa Toàn Ngọc. Ủa trời. Ê cô Kiều. Ủa có chuyện gì với cô? Làm gì cô hốt hoảng vậy? Cô Kiều. Ủa gì vậy cô? Gì vậy? Ủa đây là cô giáo của tụi con hả? Cô giáo Thùy Dương hả? Cô thấy ma tụi em ơi. Ma dưới tầng hầm. Thùy Dương là ma. Ôi ma. Ê không chừng cái linh hồn ác linh lúc nãy nó đang chiếm giữ thân xác của con Thùy Dương trong kia rồi đó. Cô. Ôi Toàn ơi, có chuyện rồi. Ủa là sao vậy tụi con? Sao tự nhiên cô giáo kêu Thùy Dương là ma? Ma cái gì mà hoảng sợ vậy? Làm sao cô không hiểu? Cô Kiều. Rồi, có chuyện lớn xảy ra rồi tụi bay. Bây giờ tụi mình á phải đi xuống dưới tầng hầm gấp để mà giải cứu cho Thùy Dương nè. Cô đi theo tụi con đi. Ủa, rồi đi theo tụi con là đi đâu, đi làm gì? Là sao cô không có hiểu? Không có thời gian để giải thích đâu cô ơi. Bây giờ cô đi theo tụi con đi. Cô sẽ biết được tại sao mà Thùy Dương á lại có bị đa nhân cách và bây giờ tụi con sẽ có cách để cứu được Thùy Dương. Đi cô, đi. Đúng rồi đó, cô, đi theo tụi con đi. Thùy Dương đang gặp nguy hiểm đó cô, đi lẹ cô ơi, đi. Rồi, cô đi theo nè. Thùy Dương kìa. Thùy Dương. Thùy Dương kìa. Đâu con? Thùy Dương. Trời ơi Tôn, nói cái gì vậy, không hiểu gì hết trơn à. Làm pháp sư rồi đó bà nội, mà gặp ba còn sợ ma còn nói ngọng hoài với ba. Bình tĩnh lại coi. Ừ đúng rồi đó Tôn, đừng có nói ngọng nữa, bình tĩnh lại đi ba. Nhờ ha, để tao bình tĩnh lại cái đã. Không phải sợ, mà tự nhiên nó đùng cái nó xuất hiện cái làm hết hồn giật mình đúng không. Nên nó ngọng thôi chứ có sợ ma đâu. Ủa cái gì vậy tụi con? Thùy Dương bị gì vậy? Đây không phải là Thùy Dương đâu cô. Hiện tại á là linh hồn của Thùy Trang đang chiếm giữ thân xác của Thùy Dương rồi. Mấy lâu nay á linh hồn của Thùy Trang vẫn chưa có siêu thoát được, vẫn tồn tại trong thân xác của Thùy Dương á, nên cô mới thấy là lâu lâu Thùy Trang có thay đổi tính tình đa nhân cách, cọc cằn dễ thương, thay đổi liên tục là do Thùy Trang chiếm giữ thân xác của Thùy Dương á. Vậy hóa ra là Thùy Trang mấy lâu nay con vẫn tồn tại, con vẫn sống trong cơ thể của Thùy Dương hả? Bậy em đi. Bà còn xứng đáng mặt mũi để gọi tôi là con, bà xưng mẹ với tôi hả? Bà nghĩ bà có xứng đáng là mẹ không? Năm đó bà sinh đôi tôi và Thùy Dương ra, tại sao bà lại hy sinh tôi để cứu con Thùy Dương mà bà không cứu tôi? Bà đúng là một người đàn bà ích kỷ nhỏ mọn, chỉ biết cho bản thân mình và thương mỗi con Thùy Dương thôi. Bà đâu có thương tôi đâu, tôi hận bà tới tận xương tủy. Hôm nay cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội rồi, tôi sẽ đem Thùy Dương và bà theo tôi xuống dưới địa ngục để hiểu được cái nỗi khổ của tôi bấy lâu nay. Mẹ xin lỗi Thùy Trang. Mẹ. Linh hồn của Thùy Trang hiện tại á đang án hận dữ lắm luôn á, có thể là sẽ trở thành một ác linh đó. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách tách linh hồn của Thùy Trang ra. Làm sao? Ê Toàn, cái bút mượn hồn của bà ngoại mày đưa cho mày á, nó có khả năng hút được những linh hồn xấu xa vô đó, thử đi. Ha, Toàn, xài cái bút mượn hồn thử đi. Ê, đúng rồi đó, thử mới được. Cái bút mượn hồn ơi, hãy hút linh hồn của Thùy Trang vào đây. Ê, được rồi nè. Ý được hả? Đây là đâu vậy? Sao tới thui vậy nè? Thả tôi ra. Ê Thùy Dương trở lại bình thường đi kìa. Toàn Ngọc. Ủa mẹ con Thùy Dương nè, con trở lại được bình thường rồi. Thùy Dương. Ủa Thùy Dương đúng không? Con có sao không? Ủa Thùy Trang đâu rồi tụi con? Dạ, Thùy Trang hiện tại á đã bị cô hút linh hồn giam giữ vào cái giếng này rồi cô. Tại vì nếu mà để Thùy Trang cứ nhập vô thân xác của Thùy Dương chiếm giữ như vậy hoài á là sẽ nguy hiểm đến mạng của Thùy Dương đó. Các người thật là hiểm độc, dám bày mưu tính kế nhốt ta vào đây. Đừng để ta thoát ra nè, ta mà thoát ra được ta không tha cho bất cứ một ai đâu. Ê, Thùy Trang vẫn nói chuyện được bình thường nè. Cô, bây giờ cô có thể nói chuyện được với Thùy Trang một cách bình thường rồi đó. Cô khuyên nhủ Thùy Trang đi cô. Thùy Trang ơi, con nghe mẹ nói nè. Thật ra mẹ không có muốn chuyện này xảy ra đâu con.
bà im đi, tôi không muốn nghe gì hết, đồ người đàn bà dối trá. Chuyện là gì nè, lúc mà mẹ sinh đôi, mang thai hai đứa á, thì lúc đó mẹ sanh hai đứa ra, nhưng mà hai đứa bị dính liền nhau phần bụng á. Rồi xong bác sĩ nói với mẹ là bây giờ á, một trong hai đứa đang rất là yếu, tức là con á, thì Trang con yếu lắm rồi, cho nên là bây giờ bắt buộc là phải tách ra để mà chỉ giữ lại một đứa thôi, là giữ lại Thùy Dương á con. Cho nên là bác sĩ, mẹ đứng ở giữa, mẹ không thể nào mà lựa chọn được, không, mẹ đau lòng lắm, giữa hai đứa con mà mẹ phải bỏ đi một đứa để giữ lại một đứa. Mẹ, nếu là người làm mẹ thì đâu có ai mà nỡ lòng nào như vậy đâu con. Chẳng qua là tình thế quá bắt buộc rồi, nếu mà giữ lại con á, con yếu con cũng không có sống nổi, còn giữ lại Thùy Dương á thì bắt buộc là phải tách con ra, cho nên là mẹ khổ tâm lắm. Cái đó là bắt buộc mẹ phải lựa chọn. Lúc đó mẹ đau lòng lắm con, cho nên là con hiểu cho mẹ đi, con đừng có oán hận mẹ hay là chị hay là em Thùy Dương của con nữa, Thùy Trang. Mọi chuyện đó là số phận, mẹ không có muốn như vậy con ơi, con hiểu cho mẹ đi, xin lỗi con với Thùy Trang. À, Thùy Trang ơi, bạn vừa nghe hết cái câu chuyện đầu đuôi cũng là lý do tại sao mà mẹ bạn lại chọn Thùy Dương sống tiếp, còn bạn phải là vật hy sinh rồi đó. Tất cả đều là số phận Thùy Trang à. Mẹ bạn cũng đã dằn vặt suốt khoảng thời gian đó rồi, cho tới bây giờ mẹ bạn vẫn không thể nào tha thứ cho lỗi lầm của mình. Bạn hiểu cho mẹ của bạn đi và tha thứ mọi lỗi lầm, cũng như là tha thứ cho chính bản thân mình để trở thành một linh hồn bình thường và sớm siêu thoát nha Thùy Trang. Lúc mà mẹ đứng giữa sự lựa chọn mà lựa chọn là giữ lại thì Dương rồi á, lúc đó mẹ hối hận lắm, mẹ ân hận lắm thì Trang ơi. Lúc đó mà mẹ ước á nha, mẹ cầu xin trời Phật, nếu như mà mẹ có thể đổi được tánh mạng của mẹ, đổi được cho con á, lúc đó để cứu con sống, mẹ cũng đổi cho con nữa thì Trang. Cho nên là con đừng có giận, có oán hận mẹ hay là em Thùy Dương của con nữa nghe. Mẹ xin lỗi con. Thôi mà mẹ đừng có khóc nữa. Chị Thùy Trang ơi, em Thùy Dương nè, cho mẹ lúc nào cũng nhắc tới chị hết trơn á, nhà mình ai cũng nhắc tới chị hết trơn, ai cũng thương tiếc cho cái sự hy sinh của chị hết trơn á. Em cũng cảm ơn chị nhiều vì chị đã hy sinh để cho em được sống. Đúng rồi đó Thùy Trang ơi, mọi chuyện chẳng qua là số phận nó sắp đặt như vậy rồi, đâu ai mong muốn như vậy đâu, nhất là mẹ của bạn nữa. Mẹ của bạn rất yêu thương bạn, không hề mong muốn chuyện đó xảy ra đâu Thùy Trang. Tại sao cuộc đời lại bất công với tôi như vậy chứ? Ê, cây bút không còn rung lắc như là lúc nãy tao vừa hút Thùy Trang vô nữa. Có lẽ Thùy Trang bây giờ đã hiểu ra mọi chuyện và cũng đã bình tĩnh lại được rồi đó. Bây giờ mấy tao thả Thùy Trang ra để cho hai mẹ con dễ nói chuyện với nhau hơn ha. Ừ, đúng rồi đó, thả Thùy Trang ra đi. Ừ, tao cũng nghĩ vậy á, mày thả Thùy Trang ra đi. Hơn ha. Ủa, Thùy Trang á con, mẹ con đừng có giận mẹ nữa nghe, đừng có giận em Thùy Dương nữa, đừng có giày vò, đừng có núp trong thân xác của Thùy Dương nữa con. Con muốn gì con có thể nhập vô thân xác của mẹ, con hành hạ mẹ nè, mẹ chịu được hết. Cho nên là Thùy Trang ơi, mẹ xin lỗi con. Chị Thùy Trang, đừng có giận mẹ hay giận em nữa nha. Em xin lỗi, đồng thời em cũng cảm ơn chị nhiều vì chị đã hy sinh cho em được sống. Nhà mình ai cũng nhớ chị, ai cũng thương chị hết trơn á, nên chị đừng có nghĩ xấu mọi người nha chị. Con thèm được ở trong vòng tay của mẹ. Tại từ lúc nhỏ sinh ra, chỉ có Thùy Dương là được ở bên mẹ thôi, nên con mới nhập vô thân xác của Thùy Dương để lâu lâu được mẹ ôm ấp, mẹ vỗ về. Con cũng không có muốn như vậy đâu. Con xin lỗi mẹ, giờ con đã hiểu hết tất cả mọi chuyện rồi. Tôi xin lỗi mọi người nữa nha, xin lỗi luôn Thùy Dương. Bây giờ con hiểu được cho mẹ, cho em Thùy Dương là mẹ mừng lắm luôn rồi. Mấy lâu nay mẹ cũng muốn gặp con để nói lời xin lỗi với con. Mẹ đúng là một người mẹ tồi tệ, sanh con ra mà không giữ được tính mạng cho con. Con đừng có giận mẹ nữa nha. Không sao đâu mọi người, không sao đâu mà mẹ. Giờ thì con đã hiểu ra tất cả mọi chuyện rồi, tất cả đều là số mệnh an bài. Con vui lắm, hạnh phúc lắm khi còn được đứng đây gặp mẹ và Thùy Dương. Có tiếng gọi, chắc cũng tới lúc con phải nói lời tạm biệt với mọi người và phải đi rồi. Hả? Ủa con sắp đi đâu? Ủa là sao vậy mấy đứa? Hả? Ủa là sao? Là bây giờ Thùy Trang đã hiểu ra tất cả mọi chuyện và buông bỏ tất cả những oán hận, ái niệm nữa cô. Không còn vương vấn bất cứ thứ gì ở trần gian này nữa, cho nên ánh sáng của thế giới bên kia đang gọi Thùy Trang trở về đó. Thùy Trang, niềm mong mỏi nhất trong cuộc đời mẹ là nhìn thấy được con lớn lên giống như là Thùy Dương vậy đó. Dù chỉ là được nói chuyện với con một lần trong đời thôi, mẹ cũng mãn nguyện nữa. Bây giờ mẹ đã thực hiện được rồi. Thùy Trang ơi, con qua thế giới bên kia rồi á, con siêu thoát á, con sống thật tốt nha.
còn Kiếu có thể trở lại thăm mẹ với lại ba rồi với lại thầy Dương được thì trở lại thăm nha. Con muốn mẹ đốt cho con cái gì hoặc là cúng cho con ăn cái gì con thèm gì á thì nhớ nói với các bạn hoặc là báo mộng cho mẹ biết nha. Đúng rồi đó chị. Chị có cần gì á thì báo mộng cho em biết, hoặc là có nhớ mẹ thì về trong mộng của em với mẹ mọi người trong nhà để mà gặp nha. Thôi mẹ đừng có khóc, thầy Dương đừng khóc nữa mẹ. Con yêu mẹ, con yêu thầy Dương, con yêu tất cả gia đình mình, yêu cả ba luôn nữa. À, mấy bạn gì đó ơi, cảm ơn mấy bạn nhiều nha, đã giúp đỡ cho Thùy Dương cũng như là giúp đỡ cho ba mẹ con mình hiểu nhau hơn nha. Có gì đâu, chuyện này nên làm mà, tại vì á giúp cho mẹ nè, Thùy Dương và Thùy Trang ba người đều hiểu nhau hết, giải tỏa những oán niệm hết thì cái điều này nên làm mà. Với lại á Thùy Dương cũng là bạn của tụi này thì chắc chắn một điều là Thùy Trang cũng là bạn của tụi này luôn, nên là bạn bè phải giúp nhau chứ đúng không? Có gì đâu mà. Đúng rồi đó, tất cả chúng ta đều là bạn nên bất cứ khó khăn gì chúng ta cũng sẽ tự động giúp đỡ lẫn nhau thôi ạ. À. À thiệt hả? Cuối cùng tôi cũng có bạn rồi. À thôi, tôi phải đi rồi. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. À tạm biệt Thùy Trang nha. Mong rằng qua thế giới bên kia bạn sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. À tạm biệt con. Ủa, Thùy Dương, ủa tụi con, Thùy Trang đi rồi hả? Dạ, đúng rồi đó cô. Thùy Trang đi qua thế giới bên kia rồi. Thế giới bên kia chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn thế giới bên này nhiều, cô yên tâm nha. Tạm biệt Thùy Trang, chúc nhiều điều tốt đẹp sẽ sớm đến với bạn nha. Tạm biệt chị Thùy Trang nha. Em và mẹ và tất cả mọi người trong nhà sẽ nhớ chị nhiều lắm đó, em yêu chị. Tạm biệt bạn. Thùy Trang ơi, mẹ cầu mong con sẽ siêu thoát và sớm đầu thai lại thành người. Qua thế giới bên kia, con thật vui vẻ nha con. Ê, con cảm ơn mấy đứa nhiều nha. Thùy Dương, bây giờ con đã khỏe mạnh là bình thường rồi, không còn đa nhân cách nữa, mẹ cũng mừng lắm. Thôi nè mẹ, đừng có khóc nữa, con bình thường khỏe mạnh lại rồi mà, mọi chuyện đã qua rồi, cười lên đi. Mẹ không có lời nào để mà diễn tả niềm vui của mẹ ngay bây giờ hết trơn á. À, cảm ơn tụi con nhiều nha. Dạ, không có gì đâu cô, cái chuyện này là chuyện nên làm của tụi con mà, tại vì tụi con là bộ ba pháp sư. Ba pháp sư, yeah yeah. Ủa, ê Toàn, mà Thùy Dương với mẹ Thùy Dương á, đâu có thấy được con Mai đâu, nên tụi mình chỉ còn là bộ hai pháp sư thôi. Kệ đi, mẹ của Thùy Dương với Thùy Dương á, không có biết đâu, ba đứa mình tự biết được rồi. À, đúng rồi đó. Ê, mà hình như sắp vô lớp rồi đó, tụi mình ở dưới tầng hầm này nãy giờ lâu dữ lắm rồi đó. Ê, nhắc mới nhớ đó, Thùy Dương sắp vô lớp rồi đó. À, vậy hả? Mẹ, bây giờ con phải lên lớp học với mấy bạn rồi, ông mấy mẹ về trước đi. À, mấy con đi học đi. Thôi, mẹ về nha Thùy Dương, có gì một chút xíu nữa, mẹ đón con về rồi. À, hai mẹ con mình tâm sự nói chuyện về cái chuyện của Thùy Trang tiếp nghe. Rồi, con đi học đi, rồi bye bye mấy đứa. Dạ, con chào cô, tụi con đi nha cô. Đi Thùy Dương, dạ tụi con chào cô. Bye bye mẹ, con đi học nha, đi mấy bạn. Đi học thôi. À, bye bye mấy đứa. Tê, mở tung cửa sổ đón anh mặt trời là lá đó. Khó khăn gì vì tôi đã có bạn bè ơi. Ôi, bà Cú Kiều kìa. À, ghê thầm rồi. Ôi, bà Cú Kiều. À, ma trời ơi, ma. À, ôi, Cú Kiều. Ôi, Cú Kiều, khoan. À, cô ơi. Ôi, ma. Ôi, ôi. Thùy Dương. À, của bà Thùy Dương. Ôi, trời ơi. Ôi, cô. Ôi, trời ơi. Bà chạy vòng vòng sân trường mà bà la làng như hoài luôn trời. Ê, trời đất ơi. Bà này bà bị ma nhập nữa hả trời. Ê, trời đất ơi, thiệt tình chứ. Thôi kệ bà đi tụi mày ơi, tụi mình vô lớp trước đi. Bà chạy vòng vòng sân trường bà la làng vậy hoài á, một chút xíu nữa thầy hiệu trưởng á cũng gọi cho bệnh viện tâm thần vô hốt bà về á. Thôi kệ đi. Thôi đi tụi bay, chuyến này cô Kiều hết cứu. Đi, ở trường này giáo viên ngộ quá.